khảo vật này, 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu, 5 đầu. Bé nhất là đầu 8 này, đến đầu 10 này, đến 12 này, đến đầu 17 này, đến đầu 21 này. Dùng cho các loại bi từ nhỏ ăn lớn, bi Meyer, bi Lab, thanh gen này, thanh sâu này, quả giật này, EQ hãm này. Đấy, để giật thử nhá. Cầm cho anh. Đầu 10 nhá, đầu 10 cho vào bi xe ga. Nó phải có đồ tháo. À, đúng rồi. Cho cả lên 14 vào đây. Quấy. Quấy mạnh vặn chặt rồi cho nó lở ra. Đây cà lê siết cho gen nó lở ra. Đấy, chắc chắn rồi. Luôn quả giật rồi. Đóng mới ấy kìa. Đây bây giờ thì một phát nó ra thôi đúng. Sẵn đây cu hãm rồi nhá. Cầm giật. Cầm giật ra. Thay cho cái búa đóng. Mỏ lết siết chặt chẽ không? Siết lỏng là hỏng gen đấy. Chắc chắn là gen nó không bị xô ra. Đấy rồi. Giờ giật thử nhé. Đây. Ra ngay đúng không? Nó đồ nó ấy rồi. Bây giờ làm thợ sướng em nhỉ, hết tiền đầu tư.